Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của chúng sinh hay chi giác. Ý nghĩa của chúng sinh là gì? Đáp ứng hoặc có ý thức về các ấn tượng giác quan chúng sinh. Nhận biết, nhạy bén trong nhận thức hoặc cảm giác. Điều gì tạo nên một chúng sinh? Định nghĩa của chi giác chỉ đơn giản là có thể nhận thức hoặc cảm nhận được mọi thứ. Ngày nay hầu hết chúng ta có lẽ cũng sẽ nói rằng động vật có thể cảm nhận được cảm xúc, hình thành sự gắn bó và có những tính cách riêng biệt. Là một con chó có chi giác không? Các nhà khoa học thần kinh gọi đây là một tương đồng chức năng và nó có thể là một dấu hiệu của cảm xúc của loài chó. Khả năng trải nghiệm những cảm xúc tích cực, những tình yêu và sự gắn bó có nghĩa là chó có mức độ tình cảm tương đương với trẻ em. Và khả năng này cho thấy chúng ta nên suy nghĩ lại về cách chúng ta đối xử với chó. Có phải sự gửi gắm cũng giống như ý thức không? Ý thức là kinh nghiệm hoặc nhận thức chủ quan. Nó cơ bản hơn sự ủy mị, đòi hỏi nhận thức liên quan đến cảm giác, tức là trải nghiệm về một giai điệu khoái lạc. Động vật có chi giác như thế nào? Động vật có chi giác nhận thức được cảm giác và cảm xúc của chúng ta. Đây có thể là những cảm giác tiêu cực như đau đớn, thất vọng và sợ hãi. Thật hợp lý khi giả sử các loài động vật có chi giác cũng tận hưởng cảm giác thoải mái, thích thú, mãn nguyện và thậm chí có thể là niềm vui sướng tột độ. Có phải tất cả cuộc sống là có chi giác? Cuộc sống thực chất là nhận thức và có ý thức. Ý thức là nền tảng tự nó thể hiện trong một cách dạng dần dần của tất cả các bản chất hữu tình và nội tâm. Trái đất có chi giác không? Theo lý thuyết này, toàn bộ trái đất là một sinh thể có chi giác điều chỉnh các quá trình trong môi trường tự nhiên bằng cách cân bằng các khía cạnh khác nhau của nó so với những khía cạnh khác. Chó có biết bọn bạn buồn khi nào không? Nghiên cứu cho thấy con chó của bạn có thể nghe khi bạn vui hoặc buồn. Khả năng giao tiếp với con người của loài chó không giống bất kỳ loài nào khác trong vương quốc động vật. Chúng có thể cảm nhận được cảm xúc của chúng ta, đọc được nét mặt của chúng ta và thậm chí theo dõi cử chỉ tay của chúng ta. Chó có khái niệm về cái chết không? Mặc dù chúng ta quan sát thấy rằng những con chó làm đau buồn cho những con chó khác, chúng có thể không hiểu đầy đủ khái niệm về cái chết và tất cả các hàm ý siêu hình của nó. Nhưng con chó cũng không nhất thiết phải biết rằng một con chó khác trong cuộc đời của chúng đã chết. Nhưng chúng biết rằng cá thể đó đã mất tích. Động vật có ý thức không? Năm 2012, Clark Kendrick tuyên bố ý thức kết tinh sự đồng thuận khoa học rằng con người không phải là sinh vật có ý thức duy nhất. Động vật không phải là con người, bao gồm tất cả động vật có vú và chim và nhiều sinh vật khác, bao gồm các bạch tuộc sở hữu cơ chất thần kinh đủ phức tạp để hỗ trợ ý thức. Điều gì ngăn cách con người với động vật? Trí nhớ và trình tự kích thích giúp phân biệt con người với các loại động vật khác. Tóm lại, con người sở hữu nhiều khả năng nhận thức không có ở các loài động vật khác, chẳng hạn như năng lực ngôn ngữ toàn diện cũng như khả năng lập luận và lập kế hoạch. Linh hồn có chi giác là gì? Tâm hồn đồng dạng. Chính với phần linh hồn này, con người bắt đầu có một đời sống nội tâm thực sự, phi vật chất, mặc dù phụ thuộc vào những xung động
đến qua cơ thể vật lý. Động vật có được coi là có tri giác không? Động vật, sự cảm giác là khả năng của một động vật để trải nghiệm những cảm xúc khác nhau như đau khổ hay niềm vui. Người ta thường chấp nhận rằng con người là có tri giác, nhưng theo thời gian đã có sự thay đổi trong việc thừa nhận rằng các loài động vật khác cũng có khả năng trải qua những cảm xúc khác nhau. Những loài động vật nào là không có tri giác? Đầu tiên, chúng ta đưa vào đây những sinh vật không có hệ thần kinh, chẳng hạn như loài bọt biển, và những sinh vật có hệ thần kinh không tập trung, chẳng hạn như da gai. Động vật vô tri sau đó sẽ bao gồm bọt biển, san hô, hải quỷ. Con người có phải là chúng sinh không? Những khả năng cần thiết cho khả năng tri giác xuất hiện ở một giai đoạn nhất định ở con người, cũng như ở các loài khác, và tổn thương não có thể khiến những khả năng nó bị mất đi. Vì vậy, không phải tất cả con người đều có tri giác. Động vật có mùi bao gồm cá và các động vật có xương sống khác, cũng như một số loài nhuyễn thể và động vật giác xác ăn thịt. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.